hai người đã nghe tin gì chưa? Những ai mà thắng cuộc thi này sẽ có giải thưởng rất là lớn. Em không cần phải ngại đâu, để anh chở em về. Sự tàn nhẫn, sự tàn nhẫn cuộc đời này đã đổ hết lên mẹ con. Tôi sẽ khiến con Quệ Nhi hận ông cả đời. Đó là quả báo của mẹ con, ông phải nhận. Tôi không đi đâu hết. Em có hẹn mua sách với Nhật Nam. Để anh kêu tài xế chở hai đứa mình đi. Học cũng lo học, đi thi cái gì không biết nữa. Lo tập trung mà học đi đó. Thì thi. Anh đánh nha. Tao thách mày bỏ con quen đó. Đừng đánh con cơ. Mẹ, nghèo mà mày đặt cho con đi học trường sang hả? Trời ơi, bạn thân. Tôi không thể tin được ông luôn á. Tôi sẽ khiến con gái của ông phá tan sự nghiệp mà từ bấy lâu nay ông đã gây dựng nên. Tôi xin con mà tự nghĩ. Để đội hình của mình đẹp và đều hơn, thì Kata có mời một người từ đây giới thiệu mọi người.